Xin chào bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một tựa game đua xe cực kỳ hay trên hệ điều hành iOS. Tựa game có mang tên là Super Chuggle. Có thể nói là cái tựa game này thì cho các chúng ta nhớ lại những kỷ nguyên đua xe thú. Và đây thì ở Super Chuggle chúng ta sẽ có những cái phần đồ họa nó được nâng cấp lên và cách chơi nó cũng cực kỳ vui vẻ. Đầu tiên thì nó bảo các bạn có nên kết nối Bluetooth không để có thể chơi được với những người bạn khác. Thì ở đây thì hiện tại mình đang tự kỷ mình nên mình cũng chưa có ai chơi cùng đấy. Thì ở đây thì mình sẽ ấn vào để có các bạn tham gia bàn chơi. Nói chung là Super Chuggle là một cái tựa game đua xe, mà tựa như đua xe thú là chúng ta có thể nhặt được các đồ trên đường rồi sau bắn nhau các kiểu các thứ để có thể vượt qua. Thì ở đây thì chúng ta đang vào giao diện chính của game rồi. Khi mà tham gia vào giao diện chính thì chúng ta sẽ thấy có cái phần chọn xe ở đây. Trong cái phần chọn xe thì chúng ta sẽ kích vào chọn thôi. Những xe nào tùy thuộc vào đặc tính của các bạn cũng như là tùy thuộc cái độ đắt của nó thì tốc độ nó càng nhanh. Thì tựa game này thì với cái khung cảnh nó sẽ là những cái màn chạy đi theo cốt truyện. Đây như các bạn thấy thì đây là một cái tượng của game bla bla. Đặc biệt là ở đây thì các cốt truyện nó bắt chúng ta phải xem nhưng chúng ta không thể tua được. Đây, nên nó rất là lâu. Đây, không thể làm gì được luôn. Chúng ta sẽ đợi. Các bạn có thể thấy là đây một vùng đất đang yên bình tự nhiên đùng một phát để lại có các đế chế nó xâm chiếm và những cái siêu xe chúng ta sẽ lên đường và để có thể giải cứu được giải ngân hà đấy. Kiểu nó là như vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào game nào. Đây. Vãi, quảng cáo hơi bị nhiều luôn. Nghe giọng nghe khó chịu phết nhỉ. Nói chung là những cái hình ảnh trong game thì cho chúng ta những cái cảm giác ban đầu nó khá là hay. Và bây giờ là đến lượt cái thằng này nó đứng nhìn. Đoạn này thì chúng ta không thể tua được, bắt buộc phải ngồi xem. Rồi sau khi mà các bạn đã nghe xong cái màn gọi là phút dạo đầu của game thì chúng ta thấy khá lâu. Đối với những bạn thích xem phim hoạt hình thì chắc đấy là cũng là một cái trải nghiệm rất là hay. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào giao diện chính của game. Đây rồi, giao diện chính của game đây rồi. Có cái màn loading vào rồi. Khi mà đây thì chúng ta sẽ vào một cái không gian vô cùng. Và trong này thì chúng ta sẽ có một cái cuộc đua ma dợp vô cùng luôn. Và đầu tiên thì sẽ có cái phần gọi là chọn xe. Đấy, đầu tiên thì mình sẽ chọn con xe này. Đấy, rồi sau đó là khi mà các bạn chọn xe xong thì các bạn sẽ đến cái màn là các bạn chọn nhân vật. Đây thì có các nhân vật mà nó sẽ xuất hiện ra đây. Thì tùy thuộc vào những cái con xe và tùy thuộc những cái nhân vật chúng ta vào thì nó sẽ có một sự kết hợp. Hiện tại thì chúng ta mới chỉ có nhân vật thôi. Nhân tố này là nhân tố lửa, bây giờ bay vào xe thì cái xe này biến thành màu lửa luôn. Đấy nên nó rất là đẹp. Nói chung game này với cái khả năng nó tương tác với đồ họa, âm thanh, hình ảnh nên cho chúng ta những cảm giác đua xe rất là mới lạ. Và cách chơi như nào? Cách chơi thì đơn giản thôi, đây là những phím điều khiển. Phím bắn 1 có nghĩa là phím tăng tốc, phím bắn 2 có nghĩa là tăng tốc, còn phím bắn 1 là sẽ bắn ra đạt tia lửa điện này. Phím này là sẽ tăng tốc độ, các bạn có thể thấy là cái thanh tăng tốc độ ở đây, cái này là phanh. Còn cái này nó sẽ là bứt phá. Ngoài ra thì trong game còn có cái phần tùy chỉnh setting. Trong cái phần tùy chỉnh setting thì chúng ta có thể nâng cấp được ngay vừa chạy vừa nâng cấp. Như các bạn thấy thì ở đây thì vừa có thể nâng cấp được vũ khí này, vừa nâng cấp được giáp này, giữa các kiểu để cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Đấy, đây là một cái tựa game mà nó khá hay khi vừa chơi mà chúng ta có thể vừa kết hợp được các cái yếu tố nâng cấp các thứ. Các bạn để ý là chúng ta đang chạy vào một cái không gian đường ống nên cái khả năng lướt liếc và rơi riếc là nó rất là dễ. Đây, cái còn chạy ngược đường nữa cơ. Ở đây thì mình hay ấn cái phím bắn 1 để có thể tăng tốc. Các bạn để ý là có những một số cái chỉ số các bạn cần quan tâm ở dưới này là cái phần giáp của các bạn và đây là cái vật lượng đạn. Đấy, bắn này thì như kiểu tưới cây, hiện tại thì bắn chơi này vẫn chưa có cái có các đối thủ nguy hiểm. Ấn vào đây thì chúng ta có thể đổi xe cũng như là đổi người. Đấy, ví dụ như này là nó có khả năng đổi xe đổi người quay lại cái thời điểm ban đầu để chúng ta có thể chạy tiếp. Thì hiện tại thì mình vẫn đang sử dụng cái thằng này nên nó cũng không cần phải thay đổi quá nhiều và chúng ta vẫn chưa có quá nhiều tiền để có thể làm được nhiều thứ. Nói chung đây là một cái tựa game đua xe mà cực kỳ mới và ngoài ra thì nó còn có thể chơi kết hợp với bạn bè. Khi mà chúng ta có kết nối chung thiết bị iOS và có Bluetooth thì cũng có thể chơi đua với nhau ở đây. Ở đây thì cho chúng ta sống lại cái không gian gọi là đua xe thú rất là vui vẻ và rất là nhớ về tuổi thơ. Ấn vào đây sẽ là phần tùy chỉnh setting. Trong phần tùy chỉnh setting thì sẽ có chọn friend này, chọn master này, chọn console này, chọn team này và chọn option. Trong cái phần option thì chắc chắn là sẽ có phần chọn độ khó
bật tạo âm thanh hay là tùy chỉnh audio các thứ, và bài hướng dẫn và trải nghiệm tựa game Super Chego của mình đã kết thúc rồi. Chúc bạn chơi vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại. Những mẩu chuyện hay ho, cô mua thêm xem lại nó có tận 120 mẩu chuyện cơ. Sau khi